Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. 103. Chùa Nam Hoa gặp nạn cướp. Vào tháng 9 năm ấy, cái thời điểm hỗn loạn, chùa Nam Hoa bị nạn đạo tặc. Hòa thượng đối cảnh lâm nguy, không chút sợ hãi, định lực phi phàm. Hòa thượng kể: "Tôi từng gặp bọn thổ phỉ tụ họp lại cướp bóc ở chùa Nam Hoa. Bọn chúng phá cửa vào chùa. Vừa vào tới học viện giới luật, bèn chĩa súng vào ngực tôi, nói: bắn, bắn. Tôi hỏi: tại sao muốn bắn tôi? Tại vì ông không mở cửa. Tôi nói: tôi không mở cửa chính là vì các ông muốn tới cướp của, chứ không phải tới tặng lấy vật cho chùa. Giả sử ông ở cương vị tôi, ông cũng không mở cửa thôi. Tên cướp lại nói: đem chi phiếu ra. Tôi chỉ vào áo tràng tôi đang mặc, nói: ông thấy tôi mặc đồ như vậy, trái giá một miếng, phải giá một miếng, có giống người có chi phiếu không? Lúc đó tôi vẫn còn mặc áo tang, đã nhuộm lúc thủ hiếu. Dù thủ hiếu xong, tôi vẫn mặc áo đó để kỷ niệm mẹ tôi. Tên cướp hỏi: vậy ai có? Tôi đáp: tôi là pháp sư, họ đều là học tăng, nếu tôi không có tiền, họ lại càng không có. Tôi ở phòng này, nếu bên trong có bảo bối nào ưng ý, xin các ông cứ lấy thiệt tình, tôi không tiếc vật gì hết. Tôi bảo bọn cướp vào phòng tôi, nhưng bọn họ cũng không đi. Lúc đó trong phòng tôi quả thật có hai vật bảo bối, còn là bảo bối sống nữa. Một là thầy Pháp Minh, và bảo bối nữa là thầy Tổ Ân, mà lúc bấy giờ còn là hai chú tiểu trẻ con. Lúc ấy thầy Hoài Nhất nghe tôi nói với bọn cướp một cách cứng rắn như vậy, tưởng là không có chuyện gì, bèn đi ra tính nói chuyện với bọn chúng. Bọn chúng vừa thấy thầy, lập tức chĩa súng vào thầy, nói: đem chi phiếu ra. Lúc đó thầy Hoài Nhất hết hồn và khóc lớn, không dám nhìn bọn cướp, đáp: ở trong phòng của tôi. Chúng nó dí súng bảo dẫn đến phòng của thầy, rồi chúng dơ vét hết đồ đạc trong đó đem đi. Ngày hôm sau lên lớp học, thầy Hoài Nhất nói với các học tăng: chùa Nam Hoa chúng ta có hơn 100 người, nhưng đối diện với giặc cướp hôm qua, ai nấy đều hoảng hốt. Chỉ có pháp sư Độ Luân là người độc nhất, không chút nào sợ hãi, kinh hoàng. Đến lúc tôi lên lớp, tôi nói với đại chúng: thầy Hoài Nhất nói hôm qua chỉ có một mình tôi không kinh hãi. Nếu nói như vậy thì không đúng rồi. Theo tôi biết, chùa mình có tới 4 người không hề dao động mảy may. Thứ nhất là đại sư Lục Tổ Huệ Năng, ngài đã không màng ghé mắt dòm, coi như không có việc gì. Thứ hai là Hám Sơn Tổ Sư Đoan Viên Chánh Tọa, nhắm mắt dưỡng thần. Thứ ba là Đan Điền Tổ Sư, chỉ đưa đầu ra nhìn cũng không nói một câu. Thứ tư mới là Sơn Tăng Độ Luân, đối đáp với họ không chút sợ sệt. Chúng học tăng nghe tôi nói xong, không nhịn được phát cười rần. Sau vụ cướp này, rất nhiều người sợ hãi như chim sợ cung tên, muốn rời khỏi chùa. Không lâu sau, Hư Lão từ Dân Môn trở về, ngài bèn chiêu tập toàn thể học tăng mở cuộc họp. Ngài làm chủ tòa, gồm có thầy giám học, thầy Huệ Nhất và tôi. Các học tăng như Tổ Ấn, Chân Diệu, Ngộ Dân, Tuyên Dương, Hằng Định, Đề Quy, Đề Quảng, Pháp Lượng, Hải Long, Pháp Huệ, Vạn Tâm, Chỉ Không, Pháp Minh, Pháp Khai, có hơn 30 người. Hư Lão ngay giữ chúng tôi lưu giữ thầy Hoài Nhất ở lại. Thầy Hoài Nhất từ chối, ngài cầm giữ các học tăng khác, họ cũng không nghe lời, nhất định muốn đi. Hư Lão thấy tình cảnh như vậy, không cầm lòng bật khóc, nói: tôi sẽ không lập Phật học viện nữa. Rồi phủi áo đi về phòng. Sau đó thầy Hoài Nhất đi về Quảng Tây. Tôi thật cảm động vì sự khổ tâm lập ra Phật học bồi dưỡng tăng sĩ của Hư Lão, nên tiếp tay ngài đảm trách các khóa học của học viện giới luật ở Nam Hoa Tự. Ghi chú: thầy Hằng Định, pháp danh Quả Nhất, là đệ tử thứ tư của Hòa Thượng, là vị đệ tử duy nhất đi theo Hòa Thượng đến Hồng Kông. Thầy sinh năm 1927 tại tỉnh Liêu Ninh, lúc 13 tuổi, nhân thầy mơ thấy Bồ Tát Quán Thế Âm dắt thầy qua cầu, bèn móng tâm muốn xuất gia. Vì cha mẹ thầy phản đối nên thầy tiếp tục học và vào Đại học Sư Phạm ở Bắc Kinh. Lúc Nhật Bổn xâm lược Trung Quốc, thầy Hằng Định nói với cha mẹ thầy là theo trường dạy về phía Nam, nhưng thật ra thầy muốn đi chùa Nam Hoa đánh lễ Hòa Thượng Hư Dân và xuất gia ở đó. Thầy Hằng Định nói: sư phụ rất nổi tiếng, ngài quản lý rất nhiều việc ở Nam Hoa Tự, rất có bản lãnh,
Ngài từng dẫn tôi đi gặp Hư lão và nói chuyện với vị lão bối của ngài. Thầy còn nhớ tới việc hòa thượng hợp sức với vị lão pháp sư để hàng phục tinh xà cứu quả năng. Lúc bấy giờ lão pháp sư dẫm chân lên đuôi của con rắn và bị nó quất trúng đùi. Sau đó đùi của lão pháp sư bị ghẻ lở đau nhức vô cùng. Đợi khi sư phụ dùng pháp tứ thập nhị thủ nhãn đuổi xà tinh đi rồi, quả năng mới có tiến triển tốt, thỉnh thoảng mới bị nửa mê nửa tỉnh và đùi của vị lão pháp sư cũng tạm thuyên giảm. Lúc đầu sư phụ dự định rời khỏi Nam Hoa Tự và quả năng cùng đi với họ. Nhưng ngày hôm ấy tìm không ra quả năng, từ đó trở đi cũng không thấy quả năng ở đâu. Thầy Hằng định viên tịch ở Hồng Kông vào tháng 10 năm 2003. Hòa thượng kể: nói ra nhân duyên của Hằng định thì rất đặc biệt. Chú từ Đông Bắc đến Bắc Bình trên chuyến bay cuối cùng, rồi từ Bắc Bình đến Thiên Tân. Chú đi thuyền đến Thượng Hải cũng là chuyến tàu cuối cùng. Sau đó là giao thông bị đứt đoạn. Đến Thượng Hải đi xe lửa đến Mã Bá lại là chuyến xe cuối cùng, và đến Nam Hoa Tự. Lúc đó tôi làm tổng giám thị, thấy chú ta tôi bèn hỏi: chú tiếp tục đi học nữa hay là ở lại đây xuất gia? Và chú ta mới ở lại chùa Nam Hoa xuất gia. Ghi chú: thầy Hằng Định kể: tôi ở Thẩm Dương đã biết qua sư phụ, lúc đó tôi vẫn còn đi học. Khi đến chùa Nam Hoa tôi mới xuất gia với sư phụ. Tôi là đệ tử thọ giới thứ tư của sư phụ, còn có một vị nữa là Quả Duy cũng được thọ giới. Sư phụ ở chùa Nam Hoa làm giáo vụ chủ nhiệm, còn tôi dạy cổ văn, giảng Thái Căn Đàm. Lúc bấy giờ tôi chưa xuất gia. Trong thời gian ở Nam Hoa Tự tôi rất sợ lạnh và đỉnh đầu bị buốt rét cả vài tháng. Sư phụ mỗi ngày đều gia trì chú Đại Bi lên đầu tôi. Chú Đại Bi của sư phụ rất linh nghiệm. Pháp danh của sư phụ là An Từ. Đồ Luân là tên sư phụ tự đặt. Trong chiến điệp thọ giới ở pháp chủ tự của ngài có pháp danh là Độ Linh. Sư phụ ở Nam Hoa Tự cũng đổi tên mấy lần. Sư phụ ở chùa Nam Hoa không bao lâu, ngài ở Dương Môn được vài tháng rồi mới đến Hồng Kông. Lúc rời Đông Bắc tới Nam Hoa Tự, sư phụ không mang theo hành lý gì, chỉ có sâu chuỗi tràng đó. Đến Hồng Kông, sư phụ cũng chỉ mang theo sâu chuỗi ấy. Trước khi giải phóng, sư phụ về Đông Bắc định rước quả chí đi, nhưng không thành, vì quả chí đã khai nhãn nên không cho chú ta đi. Lúc đó quả chí còn rất nhỏ tuổi. Ha ha ha,